Tôi đã học Phật nhiều năm như thế Thế hội được Chỉ cần công phu thành phiến Tức là nói trong tâm chỉ có Phật hiệu Ngoài Phật hiệu thì không có gì cả Đó là thành phiến Thành phiến Thì A Đà Phật và quý vị Có cảm ứng quý vị có thể nhìn thấy Ami Đà Phật hoặc trong định hoặc trong mộng quý vị có thể thấy được Ami Đà Phật sẽ tiết lộ thông tin cho quý vị thì tâm của quý vị càng vững chắc Ami Đà Phật đến nói với quý vị thọ mạng của quý vị vẫn còn bao nhiêu năm Đợt khi thọ mạng của quý vị hết Thì Phật đến tiếp dẫn quý vị Phật không có giọng ngữ Phật sẽ không quên Đến lúc đó Phật sẽ đến thông báo cho quý vị Nói với quý vị ngày nào năm tháng ngày giờ tức chúng ta nói là mấy giờ ngài sẽ nói với quý vị đó là lần thứ hai quý vị nhìn thấy phật lần thứ ba khi thời gian đến rồi ngài đến tiếp dẫn quý vị quý vị nhìn thấy phật đến tiếp dẫn đi theo ngài thôi mỗi người niệm Phật hiện tiền nhìn thấy Phật ít nhất ba lần. Đến thế giới cực lạc, quý vị sẽ không rời xa A Di Đà Phật nữa. Quý vị thường xuyên ở bên cạnh ngài. Đó là tương lai thấy Phật. Tương lai đến thế giới cực lạc, quý vị chủ yếu không rời khỏi A Di Đà Phật. Điều này là thật Chứ không phải giả Chúng ta có thể không đi sao Đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân thể có được Là thân kim can bất hoại Thân thể ấy vô cùng di diệu Không cần ăn uống Không cần ngủ nghỉ quý vị nói xem tốt biết bao ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta đây mất biết bao thời gian thời gian này đều là lãng phí mất người của thế giới cực lạc không cần ăn uống không cần ngủ nghỉ thời gian của họ là toàn vẹn vì vậy người ở nơi đó thật sự tin tấn quý vị không tin tấn cũng không được Di đà phật ở bên cạnh nhắc nhở quý vị bất kể quý vị muốn học pháp môn nào khi đến thế giới cực lạc Di đà phật đều sẽ dạy quý vị có rất nhiều thời gian ở thế giới cực lạc nhất định là một đời viên mãn. Chứng được vô thường, chánh đẳng, chánh giác do đó nguyện của đức mi đà phát ra là biển nguyện nhất thừa nhất thừa là thành phật tất cả chúng sanh ở hiện tại và trong tương lai đều nương vào biển nguyện nhất thừa này mà được độ thoát độ thoát an toàn, ổn định. Không giống như các pháp môn khác, các pháp môn khác không nắm chắc việc độ thoát. Còn pháp môn này nắm chắc. Sự nắm chắc này hoàn toàn dựa vào Ami Đà Phật. Chúng ta ở đây phải tạo mối quan hệ tốt với Ami Đà Phật. Mong rằng Đà Phật trong tương lai không xa Đến tiếp dẫn chúng ta giảng sanh Thường xuyên có ý niệm này Luôn luôn có tâm này Đó là người niệm Phật thật sự Nên Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường hay nói với người khác chăm chỉ niệm phật thành phật là thật còn những thứ khác đều là giả đây là lời thật không nói sai chút nào giả thì chúng ta phải buông xuống hiện nay thân thể thân thể giả cũng ở đây đang mượn giả tu chân tu chân thế nào tất cả pháp đều không nên để trong tâm đó là tu chân tại sao bởi trong chân tâm không có một vật không có một pháp có thể được đó là thật vẫn còn một pháp thì là giả thế giới cực lạc là nhất chân pháp giới ngày nay chúng ta chỉ cho phép Đà Phật để trong tâm buông xuống tất cả ngoại trừ Đà Phật thì chúng ta hoàn toàn thông với tịnh độ rồi việc này phải tự mình làm bởi ai cũng không thay thế được Phật Bồ Tát dù từ bi đi nữa cũng không cách nào thay cho chúng ta được. Đó gọi là muốn mở nút thì phải tìm người thắt nút. Tập kiếp phiền não này là do chính chúng ta tạo. Không phải do người khác tạo ra cho chúng ta, là bởi một niềm mê của chúng ta mà thôi. Mê lâu rồi, càng mê càng hộ độ, nên biến thành như thế này. Hiện nay chúng ta phải phá mê khai ngộ, biết đấy là giả, Đừng để trong tâm nữa A Đà Phật là thật Chúng ta thật sự để trong tâm Như vậy thì trong đời này Chúng ta có thể tu thành tình nghiệp rất nhanh Thông liên lạc với A Đà Phật trong vô lượng pháp môn chúng ta gặp được pháp môn số một thù thắng không gì bằng rồi quá may mắn rồi gặp các pháp môn khác là trọng thiện căn không chắc đời này có thể thành tựu còn gặp pháp môn này thì ai ai cũng có thể thành tựu phải tin lời của đại sư thiện đạo dạng tu dạng người đi Người tu tịnh độ không thể giảng sanh Bởi họ không thật tu Họ làm giả Họ còn có tham muốn đối với thế gian này Tham danh văn lợi dưỡng không thể giảng sanh Tham độ chúng sanh cũng không thể giảng sanh Nhất định phải đoạn hết tâm tham mới có thể giảng sanh